Trung Quốc lại đưa bản đồ lưỡi bò mới thách thức Việt Nam và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, có vẻ như trong những năm gần đây, Trung Quốc một mình chống lại cả thế giới với những mong muốn phi lý về chủ quyền lãnh thổ mà không có một quốc gia nào có thể chấp nhận được, kể cả những quốc gia không có sự xâm lấn của Trung Quốc. Có vẻ như sự bành trướng phi lý của Trung Quốc ngày càng có xu hướng mở rộng và rất hung hăng. Sự bành trướng này của Trung Quốc đi ngược lại với hầu hết luật lệ quốc tế. Trung Quốc ngang ngược, không sợ búa rìu dư luận. Mới gần đây nhất, vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra một bản đồ tiêu chuẩn mà Trung Quốc tự vẽ ra. Một điểm mới đáng chú ý trong bản đồ lần này của Trung Quốc nằm ở việc đường đứt đoạn đã phát triển từ đường 9 đoạn lên thành đường 10 đoạn. Trong đó, đoạn thứ 10 đã bao trùm toàn bộ đảo Đài Loan. Trên thực tế, ý tưởng về đoạn thứ 10 này đã có từ năm 2022 sau sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ở thời điểm đó là bà Nancy Pelosi, thăm đảo Đài Loan. Đoạn thứ 10 xuất hiện được coi là một biện pháp đáp trả hoạt động ngoại giao giữa Mỹ và Đài Loan. Bản đồ này vấp phải nhiều phản đối của các quốc gia trong khu vực như Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Philippines, Malaysia. Vâng, có một điều gì đó mà chúng ta thấy rất lạ, đó là cùng ngày 28 tháng 8, Trung Quốc đã phun vòi rồng với tàu cá Việt Nam. Song song với đó là Trung Quốc đưa ra bản đồ phi lý của họ. Liệu những hành động đó Trung Quốc đang cố tình đưa ra vào thời điểm chuẩn bị các hội nghị cấp cao đa phương G20 sắp tới diễn ra, và ngay sau khi hội nghị này kết thúc thì Tổng thống Biden sẽ sang thăm Việt Nam nhằm muốn nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam. Điều này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, tại sao Trung Quốc lại đưa ra bản đồ phi lý của họ vào lúc này, và mục đích chính của Trung Quốc đưa ra bản đồ này để làm gì? Và liệu rằng có phải do Mỹ và Việt Nam đang xích lại gần nhau hay mục đích gì khác nữa thì chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ngày 28 tháng 8, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đã công bố cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, trong đó đưa ra các yêu sách đối với 90% diện tích Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cũng như một số khu vực đất liền ở biên giới với Ấn Độ và Nga. Bản đồ mới gồm 10 đoạn với một đoạn bổ sung ở phía đông Đài Loan là phiên bản bổ sung cho bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn phi pháp mà Trung Quốc sử dụng trong những năm gần đây. Ngày 31 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết các yêu sách của Trung Quốc dựa trên bản đồ mới là vô giá trị, vi phạm luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đây là nước cờ không hề mới trên bàn cờ mà Trung Quốc đang giải công đưa từng con tốt qua sông, đi từng bước nhỏ, gặm nhấm từng chút, hòng biến Biển Đông thành sân sau, hay còn gọi là ao nhà của mình. Đây chính là nước cờ nhỏ trên bàn cờ lớn. Cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn thực chất chỉ là một cụm từ hoa mỹ để Trung Quốc lấp liếm cho yêu sách phi pháp của họ. Vậy bản đồ tiêu chuẩn của Trung Quốc là gì? Phải khẳng định từ đầu, bản đồ ở đây là do Trung Quốc tự vẽ ra theo mưu đồ độc chiếm của họ. Và tiêu chuẩn ở đây là thứ tiêu chuẩn do chính Bắc Kinh đề ra, đơn phương chấp nhận rồi tự công bố. Cái mà Trung Quốc bây giờ gọi là bản đồ tiêu chuẩn có chứa đường lưỡi bò, thực chất là vẫn tham vọng độc chiếm Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, tức là gần như ôm trọn Biển Đông. Nhiều chuyên gia pháp lý đã khẳng định rằng các tuyên bố pháp lý mới của Trung Quốc cũng chẳng có nhiều giá trị hơn các tuyên bố về đường 9 đoạn trước đây. Thực chất, tấm bản đồ mới mà các học giả Trung Quốc đưa ra chỉ là một nỗ lực bình mới rượu cũ cho tham vọng chiếm đoạt toàn bộ khu vực Biển Đông của chính phủ Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra, Trung Quốc từng bước dùng nhiều biện pháp không loại trừ đe dọa, gây hấn để lấn chiếm theo phương pháp tằm ăn dâu, rồi quân sự lẫn dân sự hóa các khu vực mà nước này chiếm được. Các chương trình du lịch, phát triển nông nghiệp, xây dựng các khu hành chính, thiết lập các tiền đồn gồm nhiều trang thiết bị quân sự, xây dựng đường băng, vân vân đều là nước cờ. Như việc ban hành bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 rất quan trọng trong tiến trình độc chiếm Biển Đông mà Trung Quốc vạch ra. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin trước đó thì Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, và có lẽ điều này
khiến anh bạn hàng xóm không được vui cho lắm. Như chúng ta đã biết, hiện nay xung quanh Trung Quốc đều là đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Đài Loan và xa hơn chút nữa là Australia. Nhìn trên bản đồ của Trung Quốc này, chúng ta thấy Trung Quốc tứ bề thọ địch. Chính vì vậy, mặc dù Việt Nam hiện nay vẫn duy trì theo chính sách quốc phòng 4-0, nhưng Trung Quốc vẫn đề cao cảnh giác. Trung Quốc có thể lo xa nếu một khi Mỹ có thể hợp tác quân sự với Việt Nam. Những lãnh thổ mà Trung Quốc xâm chiếm trên Biển Đông có thể gặp phải nhiều cản trở từ phía Mỹ, bởi Việt Nam có chủ quyền phần lớn Biển Đông và đang xung đột gay gắt nhất với Trung Quốc trên biển so với các nước còn lại. Và Việt Nam lại nằm ở vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc lo lắng là không thừa và Trung Quốc cũng lo sợ Việt Nam tăng cường hợp tác với Mỹ để dùng Mỹ chống lại và kiềm chế Trung Quốc. Nhưng có lẽ người Trung Quốc đã quá đa nghi như chính tính cách của họ. Trung Quốc nên tin rằng bất chấp tranh chấp Biển Đông, Việt Nam vẫn luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc vì các lý do chính trị, kinh tế và chiến lược. Việt Nam không liên kết nước này để chống nước kia. Có thể Việt Nam yếu hơn về sức mạnh quân sự, nhưng ý chí kiên cường, bất khuất của người Việt Nam chưa chịu khuất phục trước một thế lực nào ngàn đời nay. Nó đã được chứng minh vào sử sách của Việt Nam. Hiện nay, cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung giành ảnh hưởng ở khu vực này ngày càng gay gắt. Mỹ đang muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Hầu như khắp các khu vực, Trung Quốc không thể để thua trên chính sân nhà trong cuộc cạnh tranh này. Việc này dẫn đến Trung Quốc có những động thái gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông như tấn công tàu cá vừa qua hay vờn nhau với một tàu Việt Nam tại đảo Chi Tôn thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện nay, Trung Quốc đang rất hung hăng và hoạt động liều lĩnh trên Biển Đông để cảnh báo lấn át những hành động ngoại giao của Việt Nam sắp tới. Mặc dù những động thái này chỉ như là rung cây dọa khỉ, nhưng nó có tác động lớn đối với chiến trường khu vực và đặc biệt là chính trường Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang muốn làm nóng những tranh chấp này để gây những tác động tiêu cực cho những sự kiện sắp tới, khiến các nước trở nên dè dặt trong vấn đề ngoại giao của mình. Nhưng Trung Quốc đã sai lầm. Những điều này sẽ gây tác dụng ngược với mục đích Trung Quốc đề ra khi mà tất cả các nước bị Trung Quốc xâm chiếm lãnh thổ trên biển và trên bộ của Trung Quốc đồng loạt lên tiếng phản đối. Và có lẽ như Trung Quốc không quan tâm tới những tác động lực này. Bởi không chỉ Việt Nam, các quốc gia khác như Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan đều lập tức lên tiếng phản đối bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 mà Trung Quốc đã công bố. Các nước và vùng lãnh thổ yêu cầu Trung Quốc hành xử có trách nhiệm tuân thủ phán quyết năm 2016 của Trọng tài Quốc tế và các quy định của UNCLOS năm 1982. Một số nước trước đây thường chọn chính sách ngoại giao im lặng, hạn chế chỉ trích trực tiếp Trung Quốc thì nay đã lên tiếng mạnh mẽ hơn trước các hành động ngày càng leo thang của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc đã và đang xây dựng những tòa nhà cao tầng trên các thực thể được Bắc Kinh bồi lấp nhanh chóng và xâm hại môi trường biển nghiêm trọng. Trung Quốc đang cố chứng minh rằng họ quản lý tổ chức đời sống xã hội một cách hợp pháp bằng những biện pháp hành chính, dân sự, quân sự trên các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp. Họ dùng truyền thông lẫn pháp lý và các chiến thuật tâm lý để thế giới từng bước tin rằng yêu sách đường lưỡi bò của mình là hợp pháp. Thế nhưng chưa bao giờ yêu sách phi lý của Trung Quốc được chấp nhận. Trái lại, sự phản ứng của các quốc gia này ngày càng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn trước sự leo thang của Trung Quốc từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Việt Nam, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, v.v. đều lên tiếng và rất nhiều quốc gia khác nữa đều lên tiếng phản đối yêu sách đường lưỡi bò một cách chính thức, thường xuyên và liên tục ở bất kỳ sự kiện nào, trên bất kỳ diễn đàn nào, vào bất kỳ thời gian nào. Trước sự kiện Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn mới đây thì năm 2020, Trung Quốc đề nghị công hàm số 42 lên Liên Hợp Quốc để củng cố sức mạnh cho công hàm số 17 năm 2009 mà Trung Quốc đệ trình lên tổ chức này hơn chục năm trước, có chứa yêu sách đường lưỡi bò. Sự kiện này làm dấy lên cuộc chiến, hàng loạt quốc gia đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc tiếng nói chính thức của họ phản đối cái mà Trung Quốc gọi là Nam Hải chưa đảo hoặc bỏ tính pháp lý của đường lưỡi bò.
Trước đó, vào năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của yêu sách đường lưỡi bò. Duy chỉ có Trung Quốc quyết liệt bác bỏ phán quyết này, trong khi rất nhiều quốc gia khác đều ủng hộ và kêu gọi Trung Quốc tuân thủ, vốn là trách nhiệm mà Trung Quốc phải thực hiện trong vai trò thành viên đã đặt bút ký Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, là một trong năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là quốc gia có trách nhiệm nêu gương trong đời sống chính trị quốc tế. Với việc ban hành bản đồ tiêu chuẩn, Trung Quốc lại leo thêm một nấc thang mới thiếu trách nhiệm ở Biển Đông, trong bối cảnh họ là thành viên UNCLOS. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi là DOC, một bên trong bàn đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông, COC, và nhiều cơ chế đa phương khác về vấn đề Biển Đông. Đó cũng là phép thử mà Trung Quốc đặt ra để kiểm tra phản ứng của các nước, hòng chớp được cơ hội. Vì vậy, sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế trong việc lên tiếng phản đối Trung Quốc là rất quan trọng. Và nếu nhìn xa hơn, việc hợp tác quốc tế để ứng phó với những bước tiến của Trung Quốc trên bàn cờ lớn Biển Đông là điều rất cấp thiết. Trước việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố bản đồ tiêu chuẩn năm 2023, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định hành động của Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, vì lẽ đó, yêu sách chủ quyền và yêu sách biển dựa trên đường đứt đoạn như thể hiện trong bản đồ nói trên là vô giá trị, vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Bà Hằng nêu rõ. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của mình về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên đường đứt đoạn. Cái gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023 của Trung Quốc đã gây phản ứng trên khắp châu Á. Ngoài Việt Nam, Philippines, Malaysia và Ấn Độ cũng đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ tấm bản đồ của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố tấm bản đồ thể hiện rõ đường đứt đoạn bao trùm Biển Đông là không có hiệu lực ràng buộc đối với Malaysia. Bộ này cũng nhấn mạnh Malaysia không công nhận các tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông theo như ấn bản năm 2023 của bản đồ tiêu chuẩn Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đang khai mào chiến tranh bản đồ trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng việc xuất bản các tấm bản đồ. Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ trên thực địa để sau đó củng cố bằng các hành động tương tự như việc thiết lập AZIT, thăm dò tài nguyên trái phép trên vùng biển của nước khác và tuần tra bảo vệ bờ biển như tại bãi cạn Scarborough của Philippines. Điều khiến cộng đồng quốc tế tò mò nhất là đường lưỡi bò gồm 9 hay 10 đoạn trên bản đồ mà Trung Quốc dùng để thể hiện chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Bắc Kinh có ý đồ khi sử dụng các đường đứt đoạn thay vì nối chúng thành một đường liền mạch. Những nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đều đưa ra bản đồ khu vực của riêng mình. Tuyên bố chủ quyền mới nhất của Trung Quốc ở khu vực được ví với vạc dầu của châu Á này cho đến nay là tuyên bố bành trướng nhất và được minh chứng bằng 10 dấu gạch ngang, kế thừa từ các tấm bản đồ cũ và ngang ngược dưới thời chính quyền Tưởng Giới Thạch vào năm 1947. Các dấu gạch không liền mạch này nhằm tạo ra sự mơ hồ có tính toán. Theo Bắc Kinh, các dấu gạch ngang trên bản đồ mới của Trung Quốc không thể hiện tuyên bố chủ quyền bất khả xâm phạm của nước này đối với khu vực nằm trong các dấu gạch ngang này, mà thực tế nó biểu thị cho phạm vi kiểm soát tối đa của Trung Quốc trong khu vực. Đây là một ẩn ý thường không mấy khi được lưu tâm đến trong các cuộc tranh cãi về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Bằng cách duy trì các đường đứt đoạn này, Bắc Kinh xem lập trường của mình đối với các tuyên bố chủ quyền trên biển là có thể hòa giải và phần nào mở đường cho việc đàm phán song phương với những quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Các học giả Trung Quốc cho biết trong một cuộc trao đổi theo kênh ngoại giao phi chính thức của chính phủ diễn ra giữa các học giả phương Tây và Trung Quốc vào năm 2009, giáo sư Kat Thayer, chuyên gia hàng đầu về Biển Đông, từng chỉ ra rằng nếu quốc gia nào đưa ra tuyên bố chủ quyền mở rộng thêm lục địa nhưng sau đó rút lại tuyên bố này,
thì một số khu vực nằm trong phạm vi các đường gạch ngang có thể được đưa vào khai thác chung. Trong khi thực tế đã có nhiều đổi thay kể từ những giả định nêu trên đưa ra vào năm 2009. Sự mơ hồ căn bản của các dấu gạch ngang khoanh vùng chủ quyền của Trung Quốc vẫn tồn tại. Mỹ đã phản đối các bản đồ đường 9 và 10 đoạn của Trung Quốc, cho rằng các tuyên bố chủ quyền như vậy không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS do chính Trung Quốc phê chuẩn vào năm 1996, trong đó sử dụng các số liệu lãnh thổ và thềm lục địa để làm cơ sở cho việc thiết lập EEZ. Trong khi đó, việc Trung Quốc tiếp tục sử dụng các dấu gạch ngang để tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và tìm cách lập vùng Azit trên biển Hoa Đông có thể gây phản tác dụng, khiến Bắc Kinh vô tình làm sáng tỏ sự mơ hồ về chủ quyền lãnh thổ của nước này mà chẳng mang lại lợi ích gì. Với hiện trạng đường lưỡi bò mà Trung Quốc đang áp dụng hiện nay, không khó để tưởng tượng viễn cảnh Trung Quốc thành công trong việc giành giật chủ quyền trên Biển Đông nhờ sự kết hợp giữa chiến thuật cắt lát xúc xích, salami và biện pháp ngoại giao song phương. Kết quả là Trung Quốc sẽ không kiểm soát toàn bộ khu vực được khoanh vùng bằng các dấu gạch ngang biểu thị trên bản đồ, nhưng sẽ vẫn chiếm được phần lớn diện tích Biển Đông. Phương pháp này cho phép Bắc Kinh thực sự giành chủ quyền phần lãnh thổ trên biển mà quốc gia này từng kiểm soát trong quá khứ, mà không đơn thuần dựa dẫm vào lịch sử. Do đó, càng khiến cho tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc vô lý hơn bao giờ hết khi đối chiếu với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Như vậy, việc Trung Quốc lựa chọn các đường đứt đoạn thay vì một đường liên tục để tuyên bố chủ quyền toàn bộ Biển Đông là có mục đích thâm sâu. Và các đường 9, 10 đoạn biểu thị trên bản đồ của Trung Quốc chắc chắn sẽ được Bắc Kinh sử dụng lâu dài. Tại sao lại là lúc này? Bản đồ quốc gia là sản phẩm được xuất bản hàng năm và có thể được phát hành bất cứ lúc nào. Và Trung Quốc biết rõ rằng các tuyên bố của họ gây tranh cãi. Cho nên quan trọng ở đây là việc Bắc Kinh chọn công bố bản đồ ngay sau cuộc họp cuối tháng 8 của các quốc gia BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Và ngay trước khi Trung Quốc tham gia các cuộc họp cấp cao nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và khối 20 nước giàu và nước đang phát triển. Tại các cuộc họp BRICS, mối quan hệ Trung Nga được nhìn nhận rộng rãi là được củng cố khi nhóm này bỏ phiếu ủng hộ đề xuất do Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy mời Iran và Ả Rập Xê Út cùng với 4 nước khác tham gia. Bên lề thượng đỉnh, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thậm chí còn nói về vấn đề biên giới tranh chấp giữa hai nước, đồng ý tăng cường nỗ lực giảm căng thẳng. Hầu hết các chính phủ mà Trung Quốc có tranh chấp ở Biển Đông đều là thành viên ASEAN và Ấn Độ sẽ chủ trì các cuộc đàm phán G20. Khi công bố bản đồ vào thời điểm hiện tại, Bắc Kinh được nhiều người coi là đang phát đi tín hiệu rằng họ không có ý định rút lui bất kỳ tuyên bố chủ quyền nào của mình và đảm bảo rằng các quốc gia khác trong khu vực không lãng quên quan điểm của Bắc Kinh.